lại chút, mình dừng lại chút để chào khán giả cái nè. À, xin chào tất cả mọi người. Bữa nay Vũ Định có đi ngang đây thì gặp tất cả các bạn nhỏ ở đây, những bạn rất là dễ thương mọi người. Những bạn này đang múa lân thì đây là những cái mà dụng cụ để dặn các bạn ấy múa lân nha mọi người. Bây giờ bạn nhỏ này có thể giới thiệu sao có cái bụng này bự quá vậy, là cái gì vậy? Chơi banh. Chơi banh hả? Là con trong vai cái gì? Ông đĩa. Đâu rồi chơi banh? Ôi, chơi banh to quá các bạn. Ông đĩa gì mà ốm nhắc vậy ta, thiếu ăn à? Ông đĩa thiếu ăn nha mọi người. Còn con bé này là cái gì? Bé này là cái gì? Ông thần tài hả? Ông thần tài đâu, đội vô. Chúc mọi người một câu gì đây. Chúc mọi người một câu gì đây? Chúc mừng năm mới. Chỗ chú hỏi cái chỗ này là chỗ lò thiêu mà sao mấy con múa ở đây luôn hả? Dạ. Mấy con thường chơi đây hả? Dạ. Mấy con không sợ hả? Dạ, không. Sợ không? Dạ, sợ. Bạn này sợ. Nhát gan. Là hai bạn này sợ. Còn mấy bạn này là không sợ hả? Con không sợ. Con không sợ hả? Ôi. Ông lại đây coi, ông nhỏ xíu mà ông không sợ luôn hả? Dạ. Thằng này từng gặp ma. Con gặp ma luôn rồi hả? Trong chưa. Mày ngủ mày thấy đó, mày khóc đó. Ủa, em ngủ ở nhà bà nội em thấy một con ma nhỏ. Ma nhỏ. Wow, dễ thương quá các bạn ơi. Đây là những cái đồ, cái này là con lân á hả? Đây là con lân của mấy bạn nhỏ nha mọi người. Chép chép nè. Ở đây là lò thiêu. Chép nè các bạn. Ở đây là lò thiêu nha mọi người. Lò thiêu của người dân tộc Khmer. Người ta khi mà người ta mất thì người ta sẽ vào đây người ta thiêu đúng không? Và hả? Có khi người Việt vô đây thiêu nữa chú. Rồi xương nghe bữa cô chú cũng có quay đây, nhưng mà thường thường xương người ta khi mà người ta thiêu xong người ta sẽ dục ở đâu? Dạ, quét đi trong đó. Đâu, dẫn chú coi đi coi. Má lấy nhiều màu xanh cho em. Bà chú, hồi đó mẹ em đeo. Mẹ con trải ở đây hay gì màu có làm khi mà à? Có một cái bức tượng con giặt bự lắm á chú. Là sao? Hồi xưa có ông sư ổng xây tượng con giặt rồi cái hang cho giặt nó sống ở đây lâu lắm rồi. Làm quỷ hả? Mấy con giặt hồi xưa mẹ em nói là bị phá, bị đập hồi từ 20 năm trước gì rồi. À. Mấy chú. Số 5 tầng rồi mới có lắm mà. Hả? Đi ra. Ở đây là mới có người thiêu đó nè đúng không? Còn đây là xương phải không? Ủa, sao lại có cái cục sắt gì đó vậy? Đây. Đây là là người ta thiêu xong người ta lấy ở trong đó ra. Người ta để ở đây. Rồi người ta đem vài cục về tiện tượng trưng bỏ vô hũ cốt thôi đúng không? Dạ. Rồi để lên bàn thờ. Phong tục của người dân tộc Khmer mọi người là khi mà người ta thiêu xong á là người ta chỉ lựa vài cục thôi nha mọi người. Còn lại là người ta sẽ vứt ra đây. Và hiện tại bây giờ ở đây á như mọi người thấy á kìa, nguyên cục xương như là cục xương tay luôn nha mọi người. Xương thì được ra đây rất là nhiều nha mọi người. Còn rất là nhiều xương luôn mọi người. Những chỗ này cũng vậy nè, do là lá cây nó rụng rồi người ta quét á, cho nên là nó đã che đi rồi mọi người. Ở đây Vũ Định xin phép đi xuống đây. Đây, ở đây còn nguyên cái xương này giống như xương tay nè mọi người.
Đây người ta mới thiêu. Bông rồi cũng còn tươi nè mọi người. Này là mới thiêu xong. Ủa con, đám ma thiêu ở đây bữa nào vậy? Chú thấy còn tươi quá nè. À, ở đây mới có đám ma phải không? Ở đây mới có đám ma phải không con? Đây xương nè mọi người. Hôm qua 21 gì ạ? À, thì nó này mới mà, tại bông còn tươi quá nè. Kìa nguyên cục xương màu trắng đây kìa mọi người, rất là nhiều. Xương thì người ta vứt đầy vứt đống lên vậy đó mọi người. Mấy bạn nhỏ thì không sợ mọi người ơi. Đây là lò thiêu mà mấy bạn nó ra đây chơi múa lân các thứ, không hề sợ luôn. Nhìn vô mọi người thấy cửa rất là ma mị và rất là sợ nha mọi người. Mấy bạn nhỏ thấy Vũ Định quay phim cái mấy bạn nhỏ nghỉ múa luôn rồi. Rồi bây giờ nè mấy đứa ơi. Bây giờ mấy đứa. Nè mấy nhỏ. Bây giờ mấy nhỏ múa. Hả? Con không có dép men hả? Bây giờ anh Thiên làm lấy dép con xé hết. Rồi bây giờ mấy con múa đi, múa bài bản đi rồi tặng cho tất cả khán giả một bài múa lân. Rồi mấy con mấy con múa lân là có học ở đâu không? Học ở đây chú. Học ở đâu? Là làm sao là có ai dạy không? Hồi đó tụi con chỉ coi clip rồi làm theo. Là coi clip học theo hả? Rồi bây giờ mấy bạn nhỏ múa múa tặng cho khán giả một bài đi. Rồi chú rồi chú lì xì cho. Ok không? Ok chú. Rồi múa đi nào. Múa đi. Múa đẹp nha. Rồi vô nào. Tiền vô như nước. Tiền vô như nước luôn hả? Mấy bạn nhỏ xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người. Mặc dù là bây giờ đã mùng 7 âm lịch Tết rồi mọi người, nhưng mà mấy bạn nhỏ ở đây vẫn còn chơi Tết nha mọi người ơi. Là mấy con dự định là chơi tới ngày mùng mấy? Dạ mùng 10. Chơi tới mùng 10 cái nghỉ luôn. Làm mấy cái đồ này mấy con tự làm hay làm sao? Dạ tao làm. Tự làm luôn? Dạ con tự làm luôn. Ôi tự làm đầu luôn nè mọi người, ông thần tài. Ồ, rất là dễ thương. Sao không kêu ba mẹ mua đầu lân cho? Dạ ba mẹ không mua. Sao vậy? Con muốn kem sắt mua làm. Tự làm luôn á hả? Dạ. Thương. Dạ, không mua. Rồi thương quá. Bây giờ là chú lì xì cho. Dạ. Ok không? Bây giờ nãy giờ là chú thấy là với bốn bạn nhỏ là hăng hái nhất đúng không? Bây giờ chú lì xì cho bốn bạn. Rồi mấy con mua nước uống cho mấy bạn uống nha. Mấy con cầm cho mấy bạn uống đó nha. Còn con cái gì? Hả? Con cái mắt này hả? Wow.
lên phát tài luôn. Con phát lộc hả? Ôi, phát tài phát lộc đâu? Hai bạn luôn hả? Wow, gặp được hai bạn nhỏ phát tài phát lộc cô chú anh chị ơi. Con phát luôn hả? Rồi rồi con có gì chúc mọi người không? Con chúc mọi người gì không? Anh à, nói lớn rồi, nói lớn lên. Chúc mừng năm mới. Thôi, hôm nay chú đi ngang chú gặp mấy con này vô chúc Tết mấy con vậy thôi, thấy mấy con mỗi lần rồi. Rồi mấy con đi mua nước uống đi. À, Vũ Định kết thúc clip tại đây nha mọi người. À, bữa nay thì Vũ Định có đi một vòng đi thăm và như là gặp được mấy bạn nhỏ ở đây thì cho con tiện đâu tiền mấy bạn nó giữ kìa, con đi uống nước với mấy bạn đó đi, chú mới lì xì đó. À, đi uống nước hết, đi uống nước hết với mấy bạn đây, đừng vô đây chơi nữa, giờ 12 giờ trưa rồi, đi vô đừng quậy nữa con. Không, mấy con đi uống nước đi. Chú về rồi. Con khèn bún nước lèo quá, con có tiền bún nước lèo. Cái gì? Bún nước lèo, thích bún nước lèo. Con khèn bún nước lèo quá hả? Vậy bún nước lèo này chú. À, đi uống nước với mấy bạn kìa. Chú lì xì rồi. Vậy sao vừa nãy không vô mua với mấy bạn để chú lì xì luôn hả? Vũ Định dự định là sẽ không rồi, được rồi, mấy con vô đi để trời tài chú đi về rồi kê đô, kê con cầm đô về kìa mọi người ơi. Vũ Định xin kết thúc clip tại đây nha mọi người. Sau này thì Vũ Định dự tính tương lai của kênh Vũ Định Vlog đó mọi người, là Vũ Định sẽ từ bỏ cái đam mê không làm về sinh tồn nữa mọi người, mà Vũ Định sẽ chuyển qua là đi khám phá cũng như là đi tìm hiểu những cái mà độc lạ hay là những cái mà chuyện vui vẻ để gửi tặng đến tất cả cô chú anh chị, đem lại tiếng cười, đem lại những phút giây thư giãn để cho mọi người xem. Thì mong rằng là mọi người sẽ ủng hộ Vũ Định trong thời gian sắp tới nha, 2024 này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo. Bye bye.